Số 1. Ngôi nhà của người quá cố. Một thanh niên người Hàn Quốc đã vào bên trong một ngôi nhà bỏ hoang của một cụ ông đã mất cách đây không lâu. Theo như hàng xóm xung quanh kể lại rằng, cụ dường như không có người thân thích hay con cháu gì. Mấy ngày trở lại đây hàng xóm không thấy ông đi ra ngoài, vì lo lắng mọi người đã vào bên trong nhà để kiểm tra. Mọi người mới tá hỏa nhận ra rằng, ông đã mất cách đó không lâu, có lẽ vì đã già và họ còn phát hiện ông còn chưa ăn gì. Rất tội nghiệp. Người dân ở đây đã mai táng cho ông. Tuy ông đã mất cách đây khoảng hơn một tháng nhưng ở đây lại đối diện với một điều đáng sợ khác. Ngôi nhà mà ông đã ở trước lúc mất, dạo gần đây nhiều hàng xóm cạnh nhà báo cáo rằng, vào ban đêm bên trong ngôi nhà phát ra nhiều tiếng động lạ, nhiều người mê tín còn nói rằng, có thể ông cụ đã về thăm nhà. Bởi vì quá nhiều lời đồn. Ngày hôm nay, một người thanh niên đã vào đây để điều tra, anh ta đã vào đây vào lúc 3 giờ sáng, giờ mà ma quỷ hoạt động mạnh nhất, và anh ta đã phát hiện nhiều điều vô cùng đáng sợ. Bạn có thể thấy, khi anh ta vừa vào cửa một chiếc xe lăn đã tự động di chuyển, không dừng lại ở đó. Khi anh ta đi vào ngôi nhà một cánh cửa tự động mở, sau đó một chiếc rèm đột nhiên tự kéo qua, giống như có một thế lực vô hình đã làm điều đó. Sau một lúc một cánh cửa tủ chỗ anh ta đứng tự động mở ra, tiếng cọc kẹt trong đêm khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Theo như nhiều người xem cho biết, rất có thể linh hồn của ông cụ đã về để thăm nhà và đã gây ra những điều bí ẩn trên. Bạn cảm thấy như thế nào sau khi xem đoạn video sau? Hãy nêu lên cảm nghĩ của bạn nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Những tiếng khóc trong nghĩa trang.
Một đội điều tra tâm linh đã đến một nghĩa trang bí ẩn. Sau khi nghe nhiều người nói, ở đây vào ban đêm, khi đi ngang qua đây họ nghe nhiều tiếng cười và còn rất nhiều tiếng khóc than, rất đáng sợ. Để kiểm chứng lời đồn, đội điều tra đã đến đây để tìm hiểu sự thật đằng sau. Sau một lúc kiểm tra, họ cũng đã phát hiện một sự thật vô cùng lạnh. Decir algo, creo que se escucha, se sigue escuchando. Esos sollozos como un niño. Oye, pero están lujosas. Sí. ¡Niño! ¡Oh, Dios! ¡Hay un niño! ¡Niño! ¡Oh, Dios! ¿Hay un niño? ¿Hay un niño? ¿Hay un niño? ¡Aquí está un niño! ¡Aquí está un niño! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Culo! Sí lo vi, güey. Sí lo vi, güey. ¿Lo tienes? Sí, güey. Creo que lo tengo yo, Hola. Bạn có thể thấy có một thứ gì đó đang nấp sau một ngôi mộ và đang theo dõi họ. Họ đã nhìn thấy và chạy lại để kiểm tra xem đó là gì, nhưng ở đó hoàn toàn không có gì. Và nếu bạn quan sát kỹ, ở phía xa một cái đầu của ai đó đã nhô lên nhìn họ rồi biến mất. Nhiều người xem nói rằng, có thể là một ai đó đang bày trò để hù dọa mọi người, còn một số khác lại nghĩ khác, họ nghĩ đấy có thể là những linh hồn ở đây, thật đáng sợ. Bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem đoạn video bí ẩn trên? Hãy nói lên cảm nghĩ của bạn nhé, xin cảm ơn. No. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.